bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về chiếc gương của bạn. Gương phản chiếu ánh sáng tốt nhất ở bức sóng 495 đến 570 nanomet. Bức sóng trong khoảng này thường xuất hiện màu xanh lá cây. Bình thường rất khó phát hiện ra sắc xanh này nếu đặt hai tấm gương đối diện nhau và để ánh sáng liên tục phản xạ giữa chúng. Sắc màu xanh lá cây sẽ trở nên rõ ràng. Thiết bị này được gọi là gương vô cực hay đường hầm gương. Đường hầm gương càng sâu thì màu xanh sẽ rõ ràng và sẫm hơn. Nếu bạn nhìn đăm đăm vào ảnh phản chiếu của mình trong gương trong một căn phòng tối, cách gương khoảng 1 mét và trong thời gian khoảng 10 phút, ảo giác lạ lùng sẽ xảy ra. Đầu tiên, bạn sẽ thấy trên khuôn mặt bạn trong gương xuất hiện những méo mó nho nhỏ. Sau đó khoảng vài phút, gương mặt bạn dần dần biến đổi kịch tính hơn, trông giống như bằng sáp và như thể là khuôn mặt của một người nào đó hoàn toàn xa lạ.